Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Phiên giới đương nhiên không hiểu một tiểu nha đầu như vậy vì sao lại cho chính mình loại cảm giác nguy hiểm như thế này. Bất quá tình cảnh hiện tại không phải lúc để cho hắn do dự. Lại nói, chỉ là có nguy hiểm thôi, hắn cũng không phải không có át chủ bài. Hắn nghĩ vậy, cầm lấy một chuỗi Phật châu màu đen. Phật châu này khởi phát ra Phật quang. Trước hết hắn cần khống chế đám người này. Phiên giới ném chuỗi Phật châu này ra, Phật châu ở giữa không trung dần dần biến lớn. Mỗi một viên Phật châu trở nên to chừng nửa mét đường kính. Bên trong Phật châu thế nhưng cầm tù vô số ác quỷ. Những ác quỷ này có bộ mặt dữ tợn, dãy giụa ở bên trong Phật châu. Phật châu này lấy tốc độ cực nhanh hướng Thanh Thủy cùng với Lâm Hiểu Phong đánh tới. Lâm Hiểu Phong sắc mặt nghiêm túc. Lúc này toàn bộ Phật châu chuyển đến khí tức tà sát cực kỳ nồng đậm. Trong khí tức tà sát còn mang theo hương vị Phật hiệu. Mà Thanh Thủy rút ra trường kiếm hướng chỗ Phật châu to lớn kia bổ tới. Phun một tiếng, Phật châu khí thế hung mãnh, thế nhưng bị nhất kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa. Phật châu rơi rụng xuống đất. Phiên giới trông thấy có chút trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới tiểu nha đầu Thanh Thủy này vậy mà lợi hại như vậy. Phải biết rằng Phật châu này không phải đồ vật bình thường, là do chính mình luyện chế từ thật nhiều ác quỷ lệ quỷ mới có được. Tuy rằng hắn không trông cậy vào Phật châu có thể ngăn cản được bao lâu, nhưng bị nhất kiếm này phá tan làm trong lòng phiên giới có chút không thể tiếp nhận. Cùng lên đi! Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao lên vọt lên hướng về phiên giới chém tới. Mà ở thời điểm Lâm Hiểu Phong động thủ, trong nháy mắt dưới chân Thanh Thủy cũng động, hai người cơ hồ đồng thời tới trước mặt phiên giới. Yêu đao cùng với trường kiếm trong tay Thanh Thủy đều không phải phàm vật, lúc này đã tới gần. Hai người tuy rằng lần đầu tiên phối hợp, bất quá đều ăn ý phòng kín đường lui của phiên giới. Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ ngạnh kháng, muốn hướng bên cạnh tránh né hoặc là lui về phía sau liền sẽ lọt vào công kích càng mãnh liệt. Phiên giới vẫn đứng tại chỗ, chắp tay trước ngực thì thầm: bóc đế bóc đế, sóng là bóc đế, sóng là tăng bóc đế, Bồ Đề Tát Bà Kha. Kinh Phật bắt đầu xuất hiện trong miệng phiên giới. Tiếp theo bên người hắn hiện ra vô số vạn tự màu đen. Vạn tự đó không ngừng bay múa quay chung quanh ở bên người phiên giới. Mà trên người phiên giới cũng bộc phát ra Phật quang mãnh liệt. Cả người hắn thật giống như Phật tổ. Đáng tiếc những Phật quang trên người hắn tất cả đều là màu đen. Một đao một kiếm vừa đến trước người phiên giới, vô số vạn tự lên chắn trước người hắn. Tiếp theo hình thành một vạn tự thật lớn trực tiếp đánh vào trên người của Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy. Hai người bị đánh ra xa 5-6 mét, té lăn thật mạnh trên đất. Mà phiên giới vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ, trong miệng niệm kinh văn: A-di-đà Phật. Phiên giới niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn hai người ngã trên mặt đất. Hai vị thí chủ, các người không phải đối thủ của ta. Không phải sao? Lâm Hiểu Phong đứng lên thì thầm: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vị ngã chấp cân, huyền đài tự cái, quan đái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Lâm Hiểu Phong niệm xong chú ngữ, đỉnh đầu xuất hiện một thanh yêu đao thật lớn. Đây là quỷ thuật sao? Phiên giới khẽ gật đầu. Bỗng nhiên thanh đao này lên hướng tới tà vật pháp tướng to lớn phía sau phiên giới mà chém tới. Một đao này Lâm Hiểu Phong có thể nói là khí thế bàng bạc. Đương nhiên không chỉ có khí thế, còn có 10 phần uy lực. Mặt đất giữa Lâm Hiểu Phong cùng với phiên giới thế nhưng đều hiện lên từng đạo vết rách, tất cả đều bị uy lực một đao này đập vụn. Thanh Thủy ở một bên xem đến hai mắt sáng ngời,
không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong còn có chiêu thức ấy. Hoa Mập cùng với Lâm Sâm thấy nhiều rồi không nói, nhưng Tiếu Lệ Lệ bất đồng. Trong lòng nàng không cần phải nói có nhiều kinh ngạc thế nào. Phải biết rằng Lâm Hiểu Phong lúc trước tuy rằng bản lĩnh không tồi, nhưng mức độ chênh lệch cũng ở trong phạm trù nàng có thể tiếp nhận. Nhưng lúc này thấy Lâm Hiểu Phong đã tu luyện quỷ thuật đến bước này rồi, sử dụng tới uy lực khủng bố đến loại trình độ này, Tiếu Lệ Lệ lại có chút ngây người. Nàng liếc mắt thật lâu nhìn phiên giới một cái, khẽ lắc đầu. Nhìn dáng vẻ muốn dựa vào tăng nhân này báo thù, hy vọng thật đúng là không lớn. Trong lúc nàng còn đang ngây người, Lâm Sâm cùng Hoàng Mập đã vọt tới. Bản lĩnh nàng lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng với Hoàng Mập đánh thành ngang, mà cùng Lâm Sâm nàng căn bản không phải đối thủ. Tiếu Lệ Lệ chỉ có thể ở trong bóng tối, vùng Trung Đông trốn Tây Tạng. Nói trở về, uy lực một đao này của Lâm Hiểu Phong đã cực kỳ cường đại rồi, nhưng thời điểm chém tới tà Phật pháp tướng phía sau phiên giới, thế nhưng bị tà Phật pháp tướng kia duỗi một tay bắt lấy chặn một đao này. Duyên nội quỷ chú trước mắt là thủ đoạn lợi hại nhất của Lâm Hiểu Phong, nhưng lúc này vẫn nhiều cú lại không làm gì được phiên giới. Lâm Hiểu Phong trầm tư một trận, liền minh bạch lấy công phu của chính mình chỉ sợ là không làm gì được phiên giới, liền nhìn về phía Thanh Thủy bên kia. Phiên giới mày cũng nhíu lại, hắn cảm giác được trên người Thanh Thủy làm hắn cảm thấy sự khủng bố đã không ngừng tăng thêm. Trên người Thanh Thủy đều tản ra hàn ý. Nàng gắt gao nắm chặt trường kiếm trong tay. Tiếp theo, trong ánh mắt nàng, trong mắt màu đen đột nhiên biến mất không thấy, chỉ còn lại toàn một màu trắng, thoạt nhìn có chút dọa người. Thanh Thủy hít sâu một hơi, tiếp theo cất bước lấy tốc độ cực nhanh phóng tới phiên giới. Hơn nữa, nhất kiếm hướng đầu chọc của phiên giới chém tới. Tốc độ này cực nhanh, Lâm Hiểu Phong đều có chút không thấy được rõ ràng bộ dáng của nàng. Phiên giới càng là bị hoảng sợ, hắn căn bản không nghĩ tới tiểu nha đầu này đột nhiên sẽ làm khó dễ, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Phiên giới vội vàng thi thầm: Phật thân thêm vào, kim thân độ kiếp. Tà Phật pháp tướng to lớn sau lưng hắn, thế nhưng toàn bộ dung nhập vào bên trong thân thể hắn, cả người phiên giới lên giống như hợp thành nhất thể cùng với tà vật pháp tướng, thoạt nhìn khiến cho người ta cảm giác quỷ dị tột đỉnh. Hắn vươn tay muốn tay không tiếp lấy trường kiếm, phun một tiếng máu tươi bắn đầy đất. Phiên giới che lại cánh tay của mình, vội vàng lùi về phía sau. Lúc này hắn có chút hái hùng khiếp vía, phải biết rằng kim thân này thêm vào pháp tướng, chính mình có thể nói là đào thường bất nhập, nhưng trường kiếm trong tay nha đầu này lại có thể dễ dàng đả thương chính mình. Phiên giới không khỏi thầm mắng, nếu không phải hắn phản ứng mau, cho dù thu tay lại chỉ sợ không chỉ là mất đi một chút máu như vậy, mà là mất đi một cánh tay rồi. Phiên giới đã có được xá lợi tử, mục đích chuyến này của hắn cũng coi như đạt tới. Thấy giết không được Lâm Hiểu Phong, ngược lại có nha đầu hung hãn như vậy ở đây, trong lòng cũng bắt đầu có ý rút lui. Nhìn Tiếu Lệ Lệ đang kéo dài hơi tàn, phiên giới vội vàng nhìn nàng vẫy vẫy tay. Tiếu Lệ Lệ thở hổn hển đi tới bên cạnh phiên giới: Đại sư, tôi sao không chịu đựng nổi. Phiên giới khẽ gật đầu, lên nói: Có muốn báo thù không? Tiếu Lệ Lệ hai mắt sáng ngời: Đương nhiên muốn. Hiện tại ngươi liền có cơ hội báo thù. Phiên giới lấy ra một lọ đan dược màu đỏ: Thứ này có thể giúp ngươi giết sạch bọn họ, chẳng qua hậu quả là hồn phi phách tán. Muốn giết bọn họ hay không, ngươi tự mình làm chủ. Việc này hiển nhiên là muốn lưu lại Tiếu Lệ Lệ để cho hắn chạy trốn. Tiếu Lệ Lệ nghe thấy vậy, trên mặt cũng không lộ ra thần sắc lo lắng, ngược lại vui vẻ. Đối với nàng mà nói, chỉ cần giết chết Lâm Hiểu Phong, hồn phi phách tán có tính là chuyện gì? Đây là tác dụng của phiên giới ngày thường niệm kinh ở bên cạnh nàng. Phiên giới nhìn đến sắc mặt nàng, mở miệng nói: Như thế nào, quyết đoán đi, ngươi tự mình làm chủ. Nói xong hắn liền xoay người đào tẩu. Thấy hắn hướng bên trong chạy trốn, Lâm Hiểu Phong không khỏi nói: Không xong, bên trong hẳn còn có đường khác, ngăn hắn lại. Lâm Hiểu Phong không muốn dễ dàng lên để cho phiên giới chạy thoát như vậy. Hắn cùng Thanh Thủy lập tức muốn vòng qua Tiếu Lệ Lệ
chặn đường của phiên giới. Thế nhưng Tiếu Lệ Lệ ngăn ở phía trước bọn họ, siết chặt nắm tay quát lớn: Lâm Hiểu Phong, ngươi xem thường ta như vậy sao? Tiếu Lệ Lệ cảm giác kiêu ngạo của chính mình lại một lần bị Lâm Hiểu Phong dẫm đạp. Chính mình trăm phương ngàn kế muốn tìm hắn báo thù, nhưng kết quả thì sao? Lâm Hiểu Phong căn bản không đem chính mình để vào mắt. Nàng cầm lấy viên thuốc màu đỏ nuốt vào, tiếp theo điên cuồng hét lên. Thanh âm chói tai kia không ngừng quanh quẩn vang vọng trong toàn bộ phòng tối. Yêu khí! Hai mắt của Thanh Thủy cũng khôi phục bình thường, cũng không hề đuổi theo phiên giới. Lực chú ý của nàng đều đặt ở trên người Tiếu Lệ Lệ. Trên người Tiếu Lệ Lệ bộc phát ra yêu khí cực kỳ khổng lồ. Việc này... Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Lại là nửa yêu hóa. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong không thể không từ bỏ kế hoạch đuổi theo phiên giới. Hai người nếu rời khỏi nơi này, Lâm Sâm cùng với Hoàng Mập sợ rằng không phải là đối thủ của nửa yêu hóa Tiếu Lệ Lệ này. Bên ngoài có nhiều quân nhân như vậy, tăng nhân kia chạy không thoát đâu. Thanh Thủy an ủi một câu. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn cách đó không xa, Tiếu Lệ Lệ thống khổ dãy rủa. Trong đầu hiện ra bộ dáng của Tiếu Lệ Lệ khi còn đi học trung học. Khi đó, nàng vẫn là hoa hậu giảng đường của cả trường học, mỹ lệ đến cực điểm, người theo đuổi nhiều đếm không xuể. Nhưng hôm nay, dung mạo đã bị hủy, vì báo thù lại rơi vào hoàn cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm khái một trận, khẽ lắc đầu. Nếu lúc trước tôi trực tiếp giết cô, chỉ sợ cô sẽ không phải thống khổ lâu như vậy. Lúc trước ngươi hủy dung của ta, hủy hoại cuộc sống của ta, còn không phải là vẫn luôn cho ta sự thống khổ hay sao? Tiếu Lệ Lệ bộ mặt dữ tợn. Hôm nay ta muốn cho ngươi hối hận. Hối hận lúc trước vì sao không trực tiếp giết ta. Ây, Tiếu đại mỹ nữ, nhiều năm như vậy tội tình gì đây? Hoàng Mập thở dài nói. Nghe thấy bốn chữ đã lâu lắm rồi không có nghe được. Tiếu Lệ Lệ cả người chấn động. Khuôn mặt nàng đã sớm bị hủy dung, mục đích sống sót duy nhất đó là báo thù. Nói nhiều cũng vô dụng, các người hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tiếu Lệ Lệ nói xong, cả người nàng cũng bắt đầu hóa yêu. Làm người không nghĩ tới chính là hai chân nàng dần dần biến mất, thay thế vào đó chính là một cái đuôi rắn. Ba nửa người trên của nàng lại không có bất luận biến hóa gì. Xà yêu. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đào, đối với Thanh Thủy nói. Cô không cần ra tay, đây là ân oán của tôi sẽ tự mình giải quyết. Thanh Thủy hừ một tiếng. Là yêu, tôi liền phải giết, cậu quản được sao? Nói xong, nàng cầm trường kiếm liền phóng tới Tiếu Lệ Lệ. Bất quá, so với lúc trước, trong mắt nàng sau khi biến mất, tốc độ chậm hơn không ít. Phanh một tiếng vang lớn, thế nhưng Thanh Thủy trực tiếp bay trở về, đập thật mạnh vào trên vách tường rơi xuống. Nàng vừa tới gần, thế nhưng liền bị đuôi rắn của Tiếu Lệ Lệ quét trở về. Ngực nàng đau nhức, đôi tay cầm kiếm chống đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Ánh mắt của Tiếu Lệ Lệ tràn ngập hưng phấn. Hôm nay các ngươi một người đều không thể sống được. Nhiều năm như vậy, mục đích của nàng rốt cuộc sắp được thực hiện, có thể không hưng phấn sao? Không việc gì chứ. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào bên cạnh Thanh Thủy. Thanh Thủy hừ lạnh nói. Còn không phải do tôi sơ ý sao? Cậu tránh ra, tôi liều mạng cùng cô ta. Được rồi, cô bảo tồn sức lực, để lát nữa tôi đánh không lại, hãy ra tay hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong hạ giọng. Thanh Thủy hiển nhiên là người sĩ diện, cho nên Lâm Hiểu Phong mới nói đợi lát nữa chính mình không đánh lại, để cho nàng ra tay hỗ trợ. Thanh Thủy thấy Lâm Hiểu Phong đều nói như vậy, chỉ là khẽ gật đầu, không có nói gì. Lâm Hiểu Phong đứng lên, nhìn Tiếu Lệ Lệ cách đó không xa. Ây, còn không phải chỉ là đem tiểu nha đầu này đánh bay hay sao? Việc này có thể tính là gì? Cùng tôi giao thủ rồi nói. Thanh Thủy vừa nghe, tức khắc có chút bốc hỏa. Nói ai là tiểu nha đầu đây? Bất quá, nàng cũng không phải là người chẳng biết phân biệt nặng nhẹ, cũng không có mở miệng quấy rầy Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay, chậm rãi khom người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về Tiếu Lệ Lệ. Cô kỳ thần ngoan ngoãn một chút, để tôi cho cô một cái chết thật thống khoái,
người ăn vào đan dược muốn mượn dùng lực lượng của yêu quái, quá trình sẽ cực kỳ thống khổ. Lúc này cả người Tiếu Lệ Lệ lên giống như kim đâm, hoàn toàn dựa vào kiêu hận để ngạnh chống. Cho ta một cái chết thống khoái. Tiếu Lệ Lệ mắng. Đừng nhiều lời, đến đây đi. Nàng nói xong liền hướng tới Lâm Hiểu Phong phóng đi, chủ yếu là toàn thân chuyển đến đau nhức đã làm cho Tiếu Lệ Lệ chịu không nổi. Sợ chính mình thật sự chịu không nổi đả kích của Lâm Hiểu Phong, dứt khoát chết cho xong việc. Thấy Tiếu Lệ Lệ đánh tới mình, Lâm Hiểu Phong chân đạp thất công bộ, cầm yêu đao trong tay, một đao ngăn trở móng vuốt của Tiếu Lệ Lệ. Đôi tay của Tiếu Lệ Lệ đã biến thành một đôi móng vuốt, thoạt nhìn cứng rắn vô cùng, giống như dễ dàng có thể xé mở một tấm thép. Lâm Hiểu Phong không dám để cho móng vuốt này đụng tới chính mình, chỉ có thể không ngừng dựa vào thất cương bộ cộng thêm yêu đao mới có thể chặn lại. Lúc này hắn cũng bị áp lực cực đại, bất luận là tốc độ hay là các phương diện, Tiếu Lệ Lệ đều hoàn toàn áp xuống chính mình. Bất quá việc này cũng không phải nói Lâm Hiểu Phong liền sẽ thua, mà hoàn toàn tương phản. Lúc này cả người Tiếu Lệ Lệ đều hiện ra thần sắc điên cuồng, có lẽ bởi vì toàn thân bị đau nhức khiến cho nàng căn bản không thể tĩnh tâm cân nhắc làm như thế nào có thể đánh bại Lâm Hiểu Phong. Lúc này nàng chính là dựa vào một cỗ man kính cuồng loạn công kích, tuy rằng không có kết cấu nhưng cũng chính vì vậy mà gây áp lực cho Lâm Hiểu Phong, bởi vì hắn không biết Tiếu Lệ Lệ giây tiếp theo sẽ công kích như thế nào. Thanh Thủy thấy vậy muốn tới hỗ trợ, Hoàng Mập lại ngăn cản nàng. Cậu làm gì vậy? Thanh Thủy trừng hắn một cái nói. Lâm Hiểu Phong đều sắp không chống nổi, cậu không muốn tôi đi hỗ trợ sao? Ai, chắc hẳn là như vậy. Hoàng Mập nhếch miệng cười một chút lên nói. Nhưng tôi không thể, đây là ân oán cá nhân của Hiểu Phong cùng với Tiếu Lệ Lệ. Nếu bây giờ phải giải quyết, đương nhiên là để cho Hiểu Phong cùng với nàng giải quyết hết thảy chuyện này. Lời của Hoàng Mập nói cũng coi như là cảm thụ của bản thân Lâm Hiểu Phong. Mặc kệ nói như thế nào, Tiếu Lệ Lệ lúc trước cũng là một hoa hậu giảng đường mỹ lệ. Đến ngày hôm nay, tuy rằng là nàng tự làm bậy, nhưng cùng bản thân Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ có thập phần quan hệ. Nhiều năm như vậy, thời điểm này cũng nên kết thúc rồi. Lâm Hiểu Phong đương nhiên muốn tự thân giết chết Tiếu Lệ Lệ để giải quyết kiều hận trong người nàng. Thanh Thủy thấy Hoàng Mập nói như vậy, chỉ là gật đầu thu hồi trường kiếm trong tay. Lâm Hiểu Phong, tìm chết đi. Tiếu Lệ Lệ một bên công kích một bên gào giống, cả người đã hoàn toàn hóa thành quái vật. Lâm Hiểu Phong vẫn luôn ổn định thân hình, tìm kiếm cơ hội công kích Tiếu Lệ Lệ. Rốt cuộc bỗng nhiên đôi tay của Tiếu Lệ Lệ đâm tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nắm chặt cơ hội, trong miệng thì thầm. Lục giáp lục ất, ta quy tự xuất, lục bính lục đình, ta quy nhập mình. Tiếp theo, yêu đao phun một tiếng, đâm vào trên ngực của Tiếu Lệ Lệ. Mà Tiếu Lệ Lệ cũng ngã thật mạnh ở trên mặt đất, cả người run rẩy. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, nhìn Tiếu Lệ Lệ ngã trên mặt đất, thở dài một hơi, lên nói. Giúp cô giải thoát rồi. Đúng vậy. Tiếu Lệ Lệ nhìn phía trên phòng tối, ánh mắt bắt đầu tan rã, nhưng trên mặt nàng không có chút nào thống khổ, ngược lại lộ ra tươi cười giải thoát. Khóe mắt Tiếu Lệ Lệ chảy ra hai hàng nước mắt. Tôi rốt cuộc phải chết sao? Thật là vất vả, lâu như vậy vẫn luôn giày vò. Nghe Tiếu Lệ Lệ nói như thế, Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu nói ra. Đối với cô mà nói, chết cũng là một loại giải thoát. Lúc này Hoàng Mập cũng đi lên tới bên cạnh Tiếu Lệ Lệ. Hắn nhìn bộ dáng Tiếu Lệ Lệ, sắc mặt cũng cảm thấy buồn bã. Dù sao cũng là người lúc trước hắn cực kỳ thích. Lúc trước vì Tiếu Lệ Lệ, Hoàng Mập việc gì đều có thể làm, nhưng bây giờ đều thành mây khói thoảng qua. Nhưng đáng tiếc không thể giết các người. Tiếu Lệ Lệ thống khổ gào giống lên, ngồi dậy muốn đánh tới Hoàng Mập. Hoàng Mập không chút do dự, một chân đá vào trên ngực nàng, lại đem nàng ngã xuống mặt đất. Phanh một tiếng trọng vàng, hơi thở Tiếu Lệ Lệ càng yếu đi. Nàng chậm rãi nói. Ta còn tưởng rằng người sẽ bị dọa cho chết khiếp. Lần này thật ra Tiếu Lệ Lệ không có ý muốn giết Hoàng Mập, hoặc là nói hiện tại mặc dù nàng muốn giết Hoàng Mập cũng không làm được. Nàng chỉ muốn nhìn một chút Hoàng Mập có thể bị chính mình dọa cho sợ hãi hay không. Hoàng Mập nói.
ai cũng đều sẽ thay đổi. Giống như vẻ mỹ lệ trước kia của cô, hiện giờ lại thành bộ dáng này. Tôi lại có lý do gì vẫn luôn yếu đuối, phải không? Ánh mắt Tiếu Lệ Lệ càng ngày càng mê mang. Lúc trước, ngay cả Hoàng Mập tham sống sợ chết mà nàng khinh thường này cũng đã trở thành tới như vậy rồi. Nhưng nàng thì sao? Tựa như Hoàng Mập nói, trước kia nàng chính là thiên chi kiều nữ, vô số người theo đuổi, nhưng cuối cùng lại là kết quả như vậy. Trước kia Tiếu Lệ Lệ đem hết thảy căn nguyên đều đặt vào trên người của Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, cho rằng là bọn họ hủy hoại chính mình. Nhưng hiện tại khi nàng sắp hồn phi phách tán, cuối cùng đã minh bạch, thì ra chính mình biến thành như vậy, đầu sỏ gây tội lại chính là mình. Rất nhiều người trong tiềm thức đều sẽ đem những điều chính mình phạm phải trách oan đến người khác, vĩnh viễn đều sẽ không nhìn thẳng vào chính mình. Tiếu Lệ Lệ chính là người như vậy. Đương nhiên hiện tại đã hiểu rõ, thế nhưng đã muộn. Tiếu Lệ Lệ nhắm lại hai mắt, thân hình dần dần hóa thành yêu khí, tiêu tán ở trong phòng tối. Ây! Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, nhìn cố nhân trước kia chết ở trong tay mình, tuy rằng đối với nàng mà nói là một loại giải thoát, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong lại cũng không chịu nổi. Được rồi, không có thời gian suy nghĩ mấy thứ này, mau tìm phiên giới. Lâm Hiểu Phong nói với Hoàng Mập ở một bên. Tiếp theo, bốn người vội vàng chạy ra phía sau phòng tối. Phía sau phòng tối, thế nhưng là một vách tường đã bị phá hỏng, căn bản không có đường ra. Mấy người ở chỗ này tìm kiếm một phen, muốn nhìn xem một chút có phải có cơ quan đường hầm gì hay không, nhưng lại không thể tìm được. Trên thực tế, cơ quan đường hầm trong Nhạc Sơn Đại Phật, phiên giới đều thật sự rõ ràng. Rốt cuộc lúc trước, khi tu kiến Nhạc Sơn Đại Phật, hắn liền ở chỗ này cùng sư huynh mình tu sửa, thậm chí còn cung cấp không ít ý kiến. Ở một cái hồ nước bên trong rừng cây nhỏ, cách rất xa Nhạc Sơn Đại Phật, nơi này hoa thơm chim hót, có không ít động vật ở trong rừng cây. Hai con thỏ đáng yêu đang ở một chỗ chơi đùa, bỗng nhiên dưới chân chúng truyền đến chấn động. Hai con thỏ vội vàng tránh thoát. Trên mặt đất lộ ra một ám đạo, phiên giới từ bên trong bò ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn lộ ra 10 phần bình thản. Phiên giới nhìn phương hướng Lạc Sơn Đại Phật, ánh mắt phức tạp nói: Sư huynh, Phật hiệu của chúng ta không hợp, bất quá trước sau huynh vẫn là sư huynh của ta. Lúc trước Hải Thông Hòa Thượng mặc dù rõ ràng phiên giới sẽ đọa vào ma đạo, cũng nguyện ý đem xá lợi của mình cho hắn. Tình nghĩa ở trong đó là người thường vô pháp tưởng tượng. Ta tất kiên trì Phật tâm của chính mình. Phiên giới hướng tới Nhạc Sơn Đại Phật nhất bái thật lâu, lúc này mới tiến vào, biến mất ở trong rừng rậm. Mà đợi bốn người Lâm Hiểu Phong từ trong Nhạc Sơn Đại Phật đi ra, Phong Diệu Tổ cùng với Từ Giá Lư lại vẫn luôn ở cửa chờ đợi. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng trong toàn bộ cảnh khu đếm không hết quân nhân cầm đèn pin tuần tra khắp nơi. Thế nào rồi? Phong Diệu Tổ sắc mặt quan tâm hỏi. Xá Lợi Tử có xảy ra việc gì không? Hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này. Các người có nhìn thấy một hòa thượng chạy ra từ bên trong Nhạc Sơn Đại Phật hay không? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Phong Diệu Tổ vừa nghe lên nói: Như thế nào? Chạy một người sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bên trong hẳn là có một cái ám đạo, hắn từ ám đạo đó rời đi, chúng tôi tìm không thấy chốt mở ám đạo. Ta đây liền phái người lập tức tìm tòi nơi nơi, Phong Diệu Tổ nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Được rồi, loại người như phiên giới này không phải dựa vào người thường là có thể bắt được, thu binh đi. Tiếp theo, Phong Diệu Tổ ở thành phố Nhạc Sơn tìm một nhà hàng xa hoa, mời mấy người ăn cơm. Trên bàn cơm, mấy người cũng đem chuyện đã trải qua nói ra. Bất quá Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập cùng với Lâm Sâm đều không hẹn mà cùng che giấu một sự kiện, cũng chính là chuyện đồng tử của Thanh Thủy biến mất, trong mắt chỉ còn lại một màu trắng. Loại sự tình này người thường có thể làm được sao? Tuy rằng trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, bất quá hiện tại không phải thời cơ do hỏi lời vấn đề này. Mấy người liền đem nghi vấn trong bụng đè ép xuống. Nói như vậy vẫn là bị mất một viên xá lợi tử sao?
Tử Giá Lơ có chút đáng tiếc nói. Phong Diêu Tổ lại là cười nói. Ha ha ha, rốt cuộc xảy ra loại sự tình này, chỉ mất một viên Xá Lợi Tử, chúng ta đã xem như có công lao rất lớn, nào còn có thể yêu cầu gì nhiều. Phong Diêu Tổ cũng là nói tình hình thực tế. Kỳ thật Xá Lợi Tử khác đối với phiên giới mà nói muốn lấy thật dễ dàng, nhưng hắn lại không nghĩ sẽ hủy hoại kiệt tác của sư huynh lưu lại. Lúc này mới không có động tới những Xá Lợi Tử đó. Trong lòng Phong Diêu Tổ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ mất đi một viên Xá Lợi Tử lại còn không phải trong phạm vi chính mình quản hạt, đối với mình không có khả năng bị ảnh hưởng gì. Bất quá Tử Giá Lư lại không cao hứng như vậy. Xá Lợi Tử giá trị cực đại, tùy tiện một viên cũng có thể được Phật giáo tôn sùng là bảo vật vô thượng, kết quả lại bị mất ở khu vực mình quản hạt, bị trách phạt khẳng định là không tránh được. Bất quá việc này cùng với mấy người Lâm Hiểu Phong không có việc gì, mấy người bọn họ lên thoải mái ăn uống, cũng lời nhọc lòng nghĩ đến chuyện khác. Bên trong thánh đảo tồn tại một mình ở ngoài biển, nói là ngăn cách với thế nhân cũng không khoa trương chút nào, mà thánh đảo lúc này lại không nhẹ nhàng giống như ngày thường. Người của thánh giáo trên đảo một đám đều lộ vẻ nghiêm túc, hiển nhiên có tâm sự nặng nề. Tại tòa trang viên của trung tâm thánh đảo lúc này đã giới nghiêm, vô số thành viên của thánh giáo ở trang viên tuần tra, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào trang viên. Hạng Chu thần sắc phức tạp đứng ở cửa một gian phòng trong trang viên. Bác Hà, ông nói xem cha ta có thể nhịn qua đoạn thời gian này không? Hạng Chu mày gắt gao nhăn lại. Bác Hà đứng bên cạnh nàng thở dài nhìn căn phòng này. Thời điểm thánh chủ không chịu nổi đã đến gần rồi, chúng ta còn không có chuẩn bị tốt. Nếu thánh chủ bỗng nhiên đi rồi, chúng ta sẽ rất khó khống chế những người ở đây. Hạng Chu khẽ gật đầu. Thời điểm giữa trưa hôm nay, thân thể thánh chủ bỗng nhiên chuyển đến xấu, cứu giúp tới hiện tại đã vượt qua 10 giờ đồng hồ. Bác sĩ không ngừng ra vào phòng, một đám sắc mặt nghiêm cẩn. Mà ở cửa trang viên, tới một vị khách không mời mà đến. Vạn Hoàng Ngọc trên mặt lộ ra biểu tình bi thương, mang theo một số lớn tầm phúc thủ hạ, ước chừng hơn 100 người đi vào cửa trang viên. Lúc này trang viên đã giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Phó giáo chủ Vạn, ngài đây là có ý gì? Một hộ pháp của thánh giáo đứng ở cửa ngăn cản Vạn Hoàng Ngọc. Thánh chủ thân thể không khỏe, hôm nay không tiếp khách. Vạn Hoàng Ngọc sắc mặt bi ai lên nói. Ta cùng với thánh chủ cảm tình vài thập niên, hôm nay lão ca ca hắn thân thể không tốt, ta đến xem chẳng lẽ không được sao? Nói đến đây sắc mặt Vạn Hoàng Ngọc lên trầm xuống. Hắn nói, vẫn là nói người có ý đồ khác, cố ý đem ta ngăn ngoài cửa. Vạn lão ca, đừng trách hắn, đây là thánh chủ lúc trước đã hạ xuống mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trang viên. Bác Hà từ trong trang viên đi ra, thấy Vạn Hoàng Ngọc mang theo nhiều người như vậy liền hỏi, Vạn lão ca, ông mang nhiều người như vậy tới đây làm gì? Vạn Hoàng Ngọc nói, hôm nay lão ca ca thân thể không tốt, ta sợ có người dậu đổ bìm leo, ta mang theo người tự mình tới bảo hộ lão ca ca. Nói đến đây Vạn Hoàng Ngọc hướng thân tín bên cạnh nói, đem trang viên vây lại, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Người hộ pháp lúc trước muốn ngăn trở Vạn Hoàng Ngọc lại bị Bác Hà giữ chặt, khẽ lắc đầu. Trong thánh giáo chỉ có một người có thể ép được Vạn Hoàng Ngọc, đó chính là thánh chủ. Nhưng lúc này thánh chủ đã hôn mê, cùng Vạn Hoàng Ngọc nói nhiều cũng vô dụng. Mà hiện tại Vạn Hoàng Ngọc cũng là nổi lên tâm tư khác. Hắn biết được thân thể thánh chủ bỗng nhiên chuyển biến xấu, lên mừng như điên, lập tức an bài thủ hạ bắt đầu hành động. Trước tiên khống chế lối vào lớn bé của thánh giáo, đương nhiên quan trọng nhất chính là tòa nhà của thánh chủ. Vạn Hoàng Ngọc trước tiên mang theo người tới khống chế trang viên này. Một khi tin tức thánh chủ chết truyền ra, hắn trước tiên sẽ liền đem Hạng Chu cùng với Bác Hà cầm tù lại. Đến lúc đó
khống chế thánh giáo sẽ đơn giản hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Vạn Hoàng Ngọc trong lòng thật sự kích động. Sau khi người của hắn khống chế được toàn bộ trang viên, hắn liền đi đến trang viên. Đi vào bên trong, nhìn thấy bên trong một đám bác sĩ cau mày cứu chữa cho thánh chủ, trong lòng hắn khỏi phải nói vui vẻ như thế nào. Sau khi bác Hà trở về, nhỏ giọng đem tình huống bên ngoài nói cho hạng chủ. Sau khi nói xong, bác Hà hỏi: "Tiểu thư, có cần chúng ta đem Vạn Hoàng Ngọc bắt lấy hay không? Trong trang viên này đều là người trung thành với thánh chủ." Hạng chủ lắc đầu nói: "Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất Vạn Hoàng Ngọc xảy ra chuyện, những người hắn an bài bên ngoài đó nói không chừng sẽ không màng tất cả vọt vào báo thù. Cha ta hiện tại an nguy chưa định, không cần mạo hiểm." Trong lòng hạng chủ cũng thực bất đắc dĩ. Cha mình mới xảy ra chuyện này, Vạn Hoàng Ngọc đã vội vàng khó dặn nổi, dẫn người tới vây quanh toàn bộ trang viên. Quả thực là tự cao tự đại, kiêu ngạo đến cực điểm. Đối với loại hành động này của Vạn Hoàng Ngọc, cho dù là bất mãn nữa, hạng chủ cũng chỉ có thể chịu đựng. Nếu sự tình chỉ là giết Vạn Hoàng Ngọc đơn giản như vậy, vậy thì thánh chủ đã sớm đem Vạn Hoàng Ngọc giải quyết. Thế nhưng loại sự tình tranh quyền đoạt lợi này chưa bao giờ giết một người là có thể giải quyết được. Giết Vạn Hoàng Ngọc, những người phía dưới hắn sẽ toàn bộ náo động lên. Lúc này Vạn Hoàng Ngọc cũng đi vào trước mặt hạng chủ, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Cháu gái, lão ca ca của ta thân thể thế nào? Không có việc gì chứ?" Hạng chủ nhìn bộ dáng dối trá của hắn, cười lạnh một chút. Lúc này chỉ sợ hy vọng cha mình xảy ra chuyện nhất chính là gia hỏa này. "Đa tạ Vạn phó giáo chủ quan tâm, cha tôi chỉ là thân thể có chút không khỏe, không có trở ngại." Hạng chủ khẽ gật đầu nói. Vạn Hoàng Ngọc vừa nghe liền nói: "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, làm ta lo lắng gần chết." Tuy nói như thế, trong lòng hắn lại hừ lạnh một tiếng. Vì chết, cái mỏ vẫn còn cứng, không có trở ngại mà mời bác sĩ phẫu thuật mười mấy giờ sao? Bất quá, thánh chủ nhất thời không chết, Vạn Hoàng Ngọc cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Hạng chủ cũng là lo lắng không thôi, chỉ có thể trong lòng không ngừng cầu nguyện cha mình nhất định phải vượt qua, nếu không sẽ xảy ra đại sự. Trong trang viên, bác Hà thỉnh thoảng cùng với Vạn Hoàng Ngọc nói chuyện phiếm vài câu. Bất quá, đều là thuận miệng nói một số đề tài. Hai người bọn họ hiển nhiên là không có chút tâm tình nào nói chuyện phiếm, mà hạng chủ lại nhắm mắt dưỡng thần. Qua ước chừng một giờ, rốt cuộc bác sĩ mở cửa phòng, từ trong phòng đi ra. "Thế nào?" Vạn Hoàng Ngọc so với thân là con gái như hạng chủ còn tích cực hơn, vội vàng kéo tay của bác sĩ hỏi: "Thánh chủ, anh có việc gì không?" Hạng chủ cùng bác Hà vội vàng chạy tới, đều gắt gào như vị bác sĩ này. "Ai..." Bác sĩ này thở dài một hơi, còn chưa nói lời gì, Vạn Hoàng Ngọc nhìn dáng vẻ này liền ha ha cười lên. Hắn vừa định mở miệng hạ lệnh để những người bên ngoài của mình đem toàn bộ người trong trang viên này đều bắt lại, thế nhưng bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm của thánh chủ: "Cười cái gì mà cười, sợ lão tử bị chết không đủ nhanh sao?" Nghe được thanh âm này, Vạn Hoàng Ngọc bị dọa đến giật mình một cái, kỳ quái liếc mắt nhìn vị bác sĩ này. Bác sĩ chắp tay nói: "Trải qua chúng tôi cứu chữa, thánh chủ đã được cứu trở lại." Vạn Hoàng Ngọc hận không thể làm thịt vương bát đàn này. Nếu đã cứu được rồi, ngươi còn thở dài cái gì? Bất quá, hắn còn phải giả bộ cao hứng, nắm tay bác sĩ nói: "Ta đã sớm biết lão ca ca của ta hồng phúc tề thiên, làm sao xảy ra chuyện?" Trong bộ dáng thay đổi của hắn cũng quá mức trơ chén. Lúc này, thánh chủ được người nâng đỡ chậm rãi đi ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, bên người có người nâng đỡ. Vị bác sĩ kia còn muốn nói cái gì, lại bị thánh chủ vẫy vẫy tay. Bác sĩ gật đầu, thức thời lui xuống. "Cha, cha không sao chứ?" Hạng chủ vội vàng đi qua, đón tay của thánh chủ nâng đỡ. Bộ dáng của thánh chủ hơn phân nửa là gắng sức, mồ hôi đã chảy xuống đầy mình. "Tiểu Vạn, ta mới già thế này, ngươi liền dẫn người đem trang viên vây quanh, đây là ý gì?" Thánh chủ chậm rãi hỏi.
Tuy rằng nhìn khẩu khí thật sự bình đạm, nhưng Vạn Hoàng Ngọc lại hái hùng khiếp vía. Lấy tính tình của thánh chủ, có thể nói ra loại lời nói này đã là động sát tâm. Có thể không động sát tâm sao? Chính mình mới vừa ngã xuống, vương bát đàn này lên vội vàng khó dằn nổi nhảy ra tới, muốn đem thế lực của chính mình cướp đi. Mặc dù trong lòng thánh chủ cũng biết không thể dễ dàng giết ra hỏa này, nhưng trong lòng vẫn như cũ là quay cuồng sát ý ngập trời. Vạn Hoàng Ngọc cũng không ngốc, hắn cùng thánh chủ quen biết đã bao nhiêu năm, nhìn ánh mắt của thánh chủ là hắn có thể đại khái đoán ra được ý tứ của thánh chủ. Huống chỉ lúc này thánh chủ không hề che giấu sát ý của chính mình. Vạn Hoàng Ngọc vội vàng quỳ trên mặt đất nói ra: Thánh chủ oan uổng, ta nghe nói ngài hôn mê không tỉnh, sợ có kẻ xấu quấy phá, lúc này mới dẫn người tới bảo hộ ngài. Ta đối với ngài tuyệt đối không dám có hài lòng. Ta còn sống, người đương nhiên không dám có. Nhưng sau khi chết đi, ai có thể biết được? Thánh chủ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Vạn Hoàng Ngọc nghe ra hàm ý trong lời nói của thánh chủ. Hắn biết hiện tại còn không có ý tứ muốn giết chính mình. Thánh chủ nhắm lại hai mắt, cân nhắc một lần lợi và hại, mới phun ra hai chữ: Cút đi! Đã tạ thánh chủ. Vạn Hoàng Ngọc cung kính xoay người rời đi. Mới vừa đi ra khỏi trang viên, thủ hạ của hắn liền nhìn về phía hắn. Một người tâm phúc của hắn nhỏ giọng mở miệng hỏi: Giáo chủ, động thủ sao? Động cái rắm, đều cút trở về cho ta. Vạn Hoàng Ngọc cao giống lên. Trong lòng hắn lúc này khó chịu cực độ. Chính mình tốt xấu gì cũng thân là phó giáo chủ thánh giáo, kết quả thánh chủ dám bảo mình cút đi. Mấu chốt nhất chính là hắn còn tung ta tung tăng tuân mệnh cút đi. Việc này làm sao không để cho hắn tức giận. Trên thực tế, thánh chủ đối đãi thủ hạ tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng sẽ không giống như Tư Đồ Kim Trần, sẽ không để cho thủ hạ của mình mất mặt. Bất quá người giống như Vạn Hoàng Ngọc này đều là gia hỏa muốn tạo phản, thánh chủ đương nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt gì. Sau khi Vạn Hoàng Ngọc rời đi, thánh chủ mới không nhịn được ngồi xuống trên ghế. Cha, người không sao chứ? Lúc này Hàn Chu mới hiểu được cha mình là cố sức ra đây để đẩy lui Vạn Hoàng Ngọc. Thánh chủ hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói: Lúc này đây, tuy rằng ta đã qua cơn nguy kịch, bất quá bác sĩ cũng đã nói nhiều nhất ta chỉ còn 3 tháng thọ nguyên. Bác Hà vừa nghe sắc mặt tức khắc trắng bệch, hắn làm sao không kinh ngạc. Một khi thánh chủ đã chết, thánh giáo chỉ sợ sẽ đại loạn. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước bác sĩ ra tới thở dài. Rốt cuộc thánh chủ là lãnh tụ tinh thần của mọi người, nhưng lại chỉ có 3 tháng thọ mệnh. Sau một tiếng thở dài kia, làm Vạn Hoàng Ngọc tưởng rằng thánh chủ đã chết, mới có thể gây ra trò cười như vậy. 3 tháng. Thánh chủ nhắm mắt lại, trầm tư không nói. Tiểu Chu, ta đem con lên vị trí thánh chủ này, có thể là hại con hay không? Thánh chủ chậm rãi hỏi. Hàn Chu vừa nghe, nàng kỳ thật đối với loại sự tình này cũng thập phần không mong muốn. Nàng càng thích sinh hoạt giống như lúc trước ở thành đô hơn. Thấy Hàn Chu không nói gì, thánh chủ cũng không sinh khí chút nào, ngược lại cứ chiều nói: Ta biết con không thích, nhưng đây là sản nghiệp cả đời ta có được. Mặc dù là chết, ta cũng không thể giao cho người ngoài. Ta khả năng có chút quá ích kỷ. Nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, nói ra: Yên tâm đi, trước khi ta chết, sẽ giao cho con một thánh giáo hoàn chỉnh. Những người lòng mang ý xấu, ta đều sẽ xử lý hết. Thánh chủ ở trong toàn bộ thánh giáo đều có vị trí tối cao, hắn đương nhiên là có năng lực xử lý đám người giống như Vạn Hoàng Ngọc. Nhưng cảm tình vài thập niên thánh giáo lúc trước cũng là hắn cùng với Vạn Hoàng Ngọc tranh giành chém giết mới có được, cảm tình tích lũy cực kỳ thâm hậu. Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn xuống tay đối với Vạn Hoàng Ngọc. Hắn nguyên bản tính toán là an bài xong hết thảy, chờ sau khi chính mình chết, Vạn Hoàng Ngọc muốn tác loạn lên để Hàng Chu và Bác Hà giải quyết. Nguyên bản ý tưởng của hắn rất đơn giản: Hàng Chu là thánh nữ
do chính mình khâm định, ai dám dao động địa vị của nàng. Nhưng hiện tại, Vạn Hoàng Ngọc làm hết thầy, hoàn toàn làm thánh chủ bâng tỉnh. Mọi người đối với Hạng Trù vẫn duy trì cung kính, là bởi vì chính mình còn sống. Một khi chính mình đã chết, mọi cung kính đối với Hạng Trù chỉ sợ sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nghe xong thánh chủ nói, trong lòng Hạng Trù cùng Bác Hà đều kinh hỉ lên. Thánh chủ nói trước này đều không có hư ngôn, chỉ cần hắn nói sẽ giải quyết, như vậy vấn đề Vạn Hoàng Ngọc khẳng định là có thể giải quyết được. Cảm ơn cha, Hạng Trù vui sướng nói. Trên thực tế, trước khi thánh chủ tỉnh lại, vô số vấn đề làm Hạng Trù bối rối. Toàn bộ thánh giáo khổng lồ tranh quyền đoạt lợi, đủ loại vấn đề đem Hạng Trù ép tới không thở nổi. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất đó là giải quyết nhóm người Vạn Hoàng Ngọc này. Hiện tại thánh chủ đáp ứng giải quyết vấn đề này, trong lòng nàng giống như vừa rơi xuống một viên đá nặng. Hiểu Phong, cậu nói xem, phiên giới đến cùng là muốn làm cái quỷ gì? Trên đường từ thành phố Nhạc Sơn trở về thành đô, Hoa Mập trong lòng kỳ quái. Hắn là một người tu tà Phật, muốn xá lợi tử của Hải Thông Hòa Tượng làm cái gì? Có thể có ích lợi gì sao? Lâm Hiểu Phong ngồi ở ghế phụ, trong miệng ngậm điếu thuốc, trên mặt tất cả đều là khói thuốc. Cậu quản nhiều như vậy làm gì? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lại nói, hiện tại Tiếu Lệ Lệ đều đã chết rồi, hắn hẳn là không có lý do gì xuống tay đối với chúng ta. Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Sâm hỏi, cậu không sợ hắn để ý đến quỷ thuật sao? Hắn tu tà Phật Pháp, muốn quỷ thuật của tôi làm cái gì? Lâm Hiểu Phong bĩu môi nói. Rốt cuộc phiên giới từ đầu chí cuối đối phó mình, giống như đều là bởi vì muốn báo thù cho Tiếu Lệ Lệ. Bất quá quỷ thuật rốt cuộc quan hệ trọng đại, vẫn là phải cẩn thận một ít. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Dọc theo đường đi, Thanh Thủy không nói gì. Thượng Mau, Phong Diệu Tổ liền đem bọn họ đưa về đến cổng học viện thể dục thành đô. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi, Phong Diệu Tổ vui cười hớn hở nói. Mấy người xuống xe, hướng trong trường học đi đến. Lúc này thời gian đã muộn, trong trường học không có người nào. Lâm Hiểu Phong nghĩ đến bộ dáng của Thanh Thủy lúc trước, không nhìn được mở miệng hỏi. Thanh Thủy, hỏi cô chuyện này. Thanh Thủy vừa nghe, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Chuyện gì? Cậu có biết thời điểm lúc trước cô đối phó phiên giới đã biến thành bộ dáng gì không? Lâm Hiểu Phong nói, liền đem bộ dáng lúc trước của nàng biến thành nói qua một chút. Trong mắt biến mất, chỉ còn lại một màu trắng. Thanh Thủy mày gắt gao nhăn lại. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thanh Thủy hỏi, có ý tứ gì? Cậu muốn nói tôi là yêu quái sao? Không phải như vậy, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Chẳng qua là như bộ dáng của cô đêm này đích xác có chút kỳ quái. Hoa Mộc hỏi, nghe ý tứ của cô cũng không biết sao? Kỳ thật mỗi lần tôi đối phó yêu tà đều sẽ có một đoạn ký ức trong đó biến mất, Thanh Thủy nói. Mỗi lần chờ tôi tỉnh táo lại, yêu tà đã bị tôi giết chết. Tôi chỉ biết chính mình đã giết chết yêu tà, nhưng lại nhớ không rõ quá trình, Thanh Thủy trả lời. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Trên người của cô lại không có chút yêu khí nào, việc này đến cùng là chuyện như thế nào? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.